Hello, sư Thủy xin mến chào tất cả cô chú anh chị đang trở lại với kênh của Thủy. Hiện tại thì đang có mặt tại nhà thờ Giáo Họ Hà Phát. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2022. Giáo Họ Phát thắp sáng cây thông Noel cũng như là ánh sáng mừng Chúa Giáng Sinh năm 2022 tại Giáo Họ Hà Phát. Giáo Họ Hà Phát nằm ở Giáo Hạt Hố Nai, Giáo Phận Xuân Lộc. Thủy rất vui và chia sẻ những hình ảnh cho mọi người cùng đón xem. Hình ảnh rất là tuyệt vời. Tối nay hàng ngàn người trở về đây, rất là đông luôn mọi người, chiêm ngưỡng không khí Giáng Sinh tại nơi đây. Rất là tuyệt vời, hình ảnh rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ Thủy xin đi dạo quanh một vòng chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Lấy chân không nó. Bây giờ cho này, cho ở đây luôn nhá. Đây, cây thông rất là đẹp, có những dàn điện giọt nước này, mọi người nhìn thấy. Rất là đẹp. Đây là Thủy đang đứng ở trên cao nhé. Đang đứng ở trên cao nên là lên trên này nghe. Trên này có gió rất là to. Đứng ở đây nè. Tí nữa thì sẽ xuống bên dưới quay cho mọi người xem. Đây là cái đài đang đứng, đây là đài Chúa Kitô Vua. Lên cái trên cao quay cho mọi người xuống dưới này, rất là hoành tráng luôn. Đây tượng đài Chúa Kitô Vua rất là lớn luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Thì sẽ đi lên khu vực trên này chia sẻ cho mọi người nhé. Ở đây cũng có đèn lồng rất là đẹp luôn mọi người. Đó, rất là đẹp luôn mọi người. Đó, mọi người có thể ngắm cảnh từ trên cao xuống dưới này. Không khí Giáng Sinh tại nơi đây rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Giáo Họ Phát thì trang trí Giáng Sinh rất là đẹp luôn mọi người ạ, lớn. Đây, cây thông rất là đẹp luôn. Đây, Thủy đang đứng trên cao, tí Thủy xuống bên dưới quay cho mọi người nhé. Bây giờ Thủy xuống bên ngả bên dưới chia sẻ cho mọi người bên dưới và cây thông Noel lớn nhất của Giáo Họ Phát. Buổi tối hôm nay thì hàng ngàn người ở khắp mọi nơi trở về với Giáo Họ chiêm ngưỡng không khí Giáng Sinh tại đây, trong đó có Thủy. Và cái hình ảnh rất là đẹp, chia sẻ, muốn chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nên à,
trẻ ở đây check in rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp luôn. Giờ thì sẽ đi sang khu vực khác để chia sẻ cho mọi người nhé. Giờ đi xuống này, biết lối này có xuống không đấy. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Đây là một hang đá lớn nhất ở khu vực đó. Họ phát các bạn trẻ tới đây check in chụp ảnh rất là đông. Cây thông Noel mọi người. Cây thông này nghe nói là gần 2.000 nón lá và biết bao nhiêu bóng điện được trang trí rất là hoành tráng mọi người.